Hello, everybody. Welcome to Health VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game được yêu cầu trong thời gian qua ha. Lâu lắm rồi chúng ta không thấy ha. Phong thần chi nộ. Anh nói ghét rồi, cái bản này nó nhiều bản quá. Bây giờ Health không biết là cái bản gốc của nó là nó tên gì luôn các bạn. Không biết luôn, nhưng mà biết là bản này là bản cập nhật thấy cũng khá là hôm đó nha. Ok, nhưng mà đầu vô thì có mấy con hổ kìa, nhưng mà như đó đâu phải là của mình. Ê, thấy rồi, đây có quà à, có skin, có vé nạp luôn. Nào, đâu rồi vé nạp của tôi? Ok, vậy là chắc chắn sẽ lên gì túi siêu cấp may mắn. Wow, thời trang một nồi. Ủa cái này sao, làm sao lại ăn? À, 20 chuyển sinh mới có thể dùng được. Trời ơi, cắn luôn. Trời ơi, siêu cấp đan luôn. Ok, thời trang thì để từ từ ha. Tí rồi chúng ta sẽ đến sau. Gì đây? À, lên luôn level 89 nha các bạn. Chuyển sinh liền. Nào, chuyển sinh để đi lấy cái kia thôi. Ủa, hết chuyển được rồi. Rồi, cái bé tệ hồi nãy đâu? Thôi, vẫn chưa đủ anh em ơi. Mới có chuyển sinh 7 à. Chù chòa. Ok, đến với thông tin server cái nha. Đây, phong thần chi nộ. Khai mở server 1. Thời gian 13 giờ ngày 2 tháng 6 2023. Chơi game tại chiến.chơih5.net à, tặng VIP 30 khi tham gia. 20 ức kim nguyên bảo, tính năng hot, skin đẹp, thời trang hấp dẫn, săn boss rơi thẻ nạp full 100%, tính năng mới, danh hiệu VIP, nạp tặng danh hiệu XX số à. Game cài cuốc BK phiên bản 2023, độc nhất tại Việt Nam, tính năng game, event và vật phẩm duy nhất không nơi nào có. Cài kim nguyên bảo, đánh boss, rơi đồ hần, tu vi, các kiểu, sự kiện, loan tin, like, share, comment. Phần quà là thẻ hán, thẻ chí tôn, thẻ nạp, siêu cấp, chuyển sinh đan. Lưu ý, mỗi một nhóm game chia sẻ một lần. Quà, vé, boss và đá thời trang sẽ được nhân 2 phần thưởng. Event này có thể làm mỗi ngày. Wow, chia sẻ này làm được mỗi ngày. Thơm, này ngon lành, 13 giờ, à, là bây giờ nó đã kích hoạt rồi đó anh em ơi. À, bây giờ là kích hoạt rồi, ủa gì vậy, hả, à, ấy nhanh không được, chúng ta phải đi nhập tốt, tốt thì, nhắn tin nè, min, ok, không bình thường là, tin, tốt, ra. À, không ra luôn hả? Okay. Nhưng mà Heo đã liên hệ dàn pin để lấy code rồi. Code tân thủ các bạn, F5 rồi nè. Đây, ở đây có một nồi nè mấy ông ơi. Đó, 1122334488 nữa. Ok không? Đấy, quay lại vô game mà không biết code nhập trong game hay là ở ngoài nữa. Phục lợi, điểm danh. Điểm danh. Ôi, phiên bản mới các bạn ơi, nhìn đồ họa đẹp quá. Đây, fit code. Đổi thành công rồi, vậy là code sẽ ở trong này được không ha? À, ok. Đó, 2233 ha. 445566 7788 nha. Đó. 99 là không có ha. 10 là chắc cũng không có luôn. Ờ, điếm nha các bạn, tí là chúng ta ra điếm 8 cái code nha. Chứ nó không có trồi lên thụt xuống gì được đâu. Rồi, ủa, phần quà đâu? Alo. Ủa, nhập code rồi. Quang, code rồi nó phải vô thư chứ đúng không? Vậy là chắc không phải nhập ở đây rồi. Ok. Đây, viết code. Ê, nhập ở đây. Đúng rồi.
nhập ở ngoài nha các bạn ơi. Nice. Ok, đang bị chuyển sinh. Trời ơi ạ. Ok, rồi ra ngoài nhập lại thôi. 6655 ha. 4433 ha. Bóng bóng bàn bàn ha. 2211 ha. Đầy đủ hết. Đó. Rồi bot line xe em cũng đã xin luôn rồi nha các bạn ơi. Đó, quà nhiều lắm đó. Rương gì ta le, hộp me, hẻ tháng rồi. Hẻ chuyện sinh rồi, hẻ gì tùm lum hết quá trời luôn. Hộp nồi luôn. Ok thôi để nhận hết vô. Quá trời. Rồi bot line xe thì xin phép che lại ha. Ok, hẻ tháng, hẻ VIP gì quá trời trong này nè. Đó, nhận hết rồi. Nào, vô túi, mở quà, niệm kem, thẻ chi tôn, thẻ hán, thẻ nạp tùm lum. Đâu siêu cấp chuyển sinh đan đâu. Túi may mắn, đầy siêu cấp túi tiền. Vé nguyên tố, vé tệ. Ủa, siêu cấp chuyển sinh đan đâu anh em? À, đây. Nhưng mà có 250 viên à, liệu nó có đủ để mà xài không trời? Ok. Phiên bản này chắc là phiên bản tiền tỷ rồi. Ủa đâu, phiên bản tỷ tỷ lực chiến chứ. Rồi, cũng không đủ rồi, mới có 12 rồi các bạn ơi. Ok. Wow. Set, à có một set duy nhất à. Set chuyển sinh 7 nè hả. Đây, skin nhiều mà. Đây, skin chúng ta có bộ này. Đó. Đây, có cái này. Cánh nè. Lấy cánh nào ta? Nãy mình mở cái túi kia ra được rất là nhiều cánh nữa. Đây, cánh này chắc đẹp nè. Ok. Rồi, tới mấy chị nữ nè. Ủa, bộ này được 2-3 bộ luôn hả ta? Đây, ôi, kích hoạt liền, trời ơi. Vũ khí, không, cảnh vũ khí. Đây, wow, hợp quá trời luôn anh em. Cảnh xấu nha, kéo xuống đây coi, wow. Ôi, dưới này có mấy cái cánh mới nè anh em, wow. Đẹp, wow. Ngon lành cành đào anh em ơi. Đó. Ui. To vã. Wow. Ôi hai con. Wow. Bức tranh sơn thủy. Rất nhiều cái cánh hot luôn các bạn ơi. Ôi cánh tay của đốc gì ông tiến sĩ gì quên mẹ nó rồi, trong người nhện đó. À, còn mấy cái này là mấy cái cổ à. Ê, vậy tính ra nó vậy là nó có cái skin to vậy. Wow. Ôi cô giáo may mắn. Ngu lan chiếc nữ gì luôn, hát tuồng hát bội. Wow. Cha. Ôi siêu nhân siêu anh hùng gì ta le hộp me hết kìa các bạn ơi. Khoan quay vô kích hoạt lại thời trang. Đây. Ok cái đồ long đao. Ở sau này đồ nó đẹp các bạn ơi. Cánh đồ nó cũng là cánh mới luôn. Đó, nhìn nó vi diệu nó sao á. Nè, vũ khí. Vũ khí là chúng ta kéo xuống coi. Vì đâu ra cái hình này vậy ta?
nó bị kẹt nhân vật các bạn ơi. Ú là đây. Ồ à, mấy cái nhân vật mới thường nó hay bị kẹt. Ok đó, dũng khí thần binh đồ. Wow, nhìn nó phát sinh nít ta vậy thôi còn đòi gì nữa. Ngon lành cành đào. Ok à... mà quay lại giờ đây thôi. Ủa còn không ta? Như hết rồi mà à, vũ khí à, vũ khí thì thường là nó sẽ cho mấy cái vũ khí thường ở đây thôi. Cánh thì hồi nãy con kia cũng chưa có mặc luôn. Thôi, mặc đỡ mấy cái cánh này đi bồ ơi. Ok, chích luôn. Wow, lực chiến 20 mấy ngàn tỷ rồi. Đây skin ở đâu rồi? Danh hiệu nè. Nghe nói là danh hiệu tiền tỷ tỷ nè hả? Ít số nè. Đây à, rồi danh hiệu ít số à, cái này chắc nạp mới có ít số quá. Còn đây là mấy cái mẫu tượng trưng hay gì á. Đây mặt nè ha. Ủa cái mặt luôn rồi đó. Ôi ôi quá trời luôn, đen rồi các kiểu, con đà điểu đầy nhóc trong này luôn các bạn ơi. Ngon nha, đây là bản mới nha các bạn ơi. Đó, hồi ôi, đánh có mấy con hổ bạch long gì ra nữa kìa. Đó, ui ui, đánh chung với chúng ta luôn. Wow, thời trang nè, rất đẹp luôn. À, thần thú rồi luôn, còn nhiều thứ chưa biết lắm các bạn ơi. À, để coi VIP mình được VIP bao nhiêu. VIP 30 luôn các bạn ơi. Vé nạp rất nhiều ha. Kim Nguyên Bảo 20 ức. Wow. Ok, 2 tỷ Kim Nguyên Bảo luôn các bạn ơi. Tha hồ mà mua đồ. Ngon lành cành đào, thần binh liên server. Bên hộp quà năng động gì nè. Đó. Rồi ok, anh em nào có chơi thì có thể kéo xuống phần mô tả cũng như là bình luận có link này chứ ha. Đó, các bạn kéo xuống đó tải, bấm vô chơi luôn không cần tải nha các bạn. Bấm vô chơi luôn không cần tải. Đó, bấm vô rồi trải nghiệm ha. Đấy, rồi thôi quá trời luôn, phúc lợi gì ta lại hộp me hết, thẻ đặc quyền nữa nè. Trời ơi, đó. Chù chà. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.